Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Mình là Suna Senpai đây. Như anh em đã biết thì Genshin Impact là một tựa game nhập vai lấy bối cảnh thế giới mở và hoàn toàn miễn phí, chỉ mới ra mắt cách đây được một tuần thôi anh em. Tựa game này có đến hơn 10 triệu lượt đăng ký trước và trở thành một trong những cái tên hot nhất trong tháng 9 năm nay. Lấy cảm hứng từ tựa game Breath of the Wild thì Genshin Impact có một thế giới mở rộng lớn để khám phá, một câu chuyện được lồng tiến hoàn chỉnh và một cơ chế trong game chiến đấu gameplay có thể khiến cho tất cả chúng ta mắt tròn mắt dẹt, đặc biệt là sẽ đến việc tựa game này có thể chơi được trên rất nhiều các nền tảng như điện thoại, PS4 cũng giống như Breath of the Wild và các trò chơi khác đã truyền cảm hứng cho tựa game này thì Genshin Impact chứa đầy những bí mật và tính năng rất dễ bỏ qua, rất hấp dẫn. Dưới đây sẽ là một số lời khuyên mà mình tổng hợp được để giúp cho anh em bắt đầu khám phá thế giới của Thevat, thế giới của Genshin Impact dễ dàng hơn, bao gồm cả việc cách tận dụng tối đa các hộp kho báu, loot đồ, các cơ chế gacha mới để mở các nhân vật 4 sao hay 5 sao cực ngon để anh em mua team ngon nghẹ. Đầu tiên, nội dung đầu tiên mà mình muốn truyền đến anh em đó là khám phá cốt truyện, khám phá bản đồ rất thú vị, nhưng anh em hãy tập trung vào cốt truyện của game. Điểm hấp dẫn lớn nhất của Genshin Impact chính là cái thế giới mở rộng lớn, chứa đầy những bí mật ẩn giấu, cô đố mini game và boss. Rõ ràng là nhà phát triển miHoYo đã lấy rất nhiều cảm hứng từ tựa game Breath of the Wild của nhà phát hành Nintendo. Vì vậy mà anh em có thể leo tường lên những ngọn núi này, vượt qua những vực thẳm, bơi qua đại dương, lặn xuống sông, lặn xuống biển là nhiều tiếng đồng hồ và không thể rời mắt khỏi game để khám phá rất nhiều những bí mật ẩn giấu trong tựa game này nha. Nhưng Genshin Impact cũng có một cái cốt truyện riêng em ạ, rất đáng chú ý vì rất nhiều tính năng bị khóa cho đến khi bạn là khác. Hạng AR20 thì mở La Hoàn Thâm Cảnh khiêu chiến theo tầng, mở các bí tích có thể chơi trong chế độ co-op. Hạng AR22 và 27 thì mở các bí tích mới.
không nguyện chúc phúc tương tự như thẻ tháng để nhận được cái nguyên thạch mỗi ngày. Điều thứ năm là anh em phải liên tục thay đổi nhân vật trong combat nha. Cho mình biết sau khi anh em mở ra nó xác suất rơi ra những cái đồ 4 In short, there are lots of basically, here is a new member's.